người phụ nữ tội nghiệp và bất lực sẽ đi về đâu cùng với đứa con ngoài giá thú ở trong bụng của mình chứ? Và con sẽ phải phá bỏ nó. Không, con sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Con sẽ phải làm như lời bà nói. Bà sẽ không để con làm điều gì không tốt đâu. Cô ta đang mong đợi đứa con của con và người thừa kế của gia đình chúng ta. Một đứa trẻ sinh ra nhờ lừa đảo không thể là người thừa kế gia đình này. Đứa trẻ được Kali sinh ra sẽ là người thừa kế của gia đình này. Con bị mất trí rồi hả? Con đầu lòng là người thừa kế của gia đình, con không đồng ý. Bà ơi, xin bà đừng ép con làm gì cả mà lương tâm của con không chấp nhận. Đừng để bị cuốn đi bởi cảm xúc. Con đã bao giờ nghe nói về hậu quả chưa? Thưa thần Rama, xin người hãy bảo vệ chúng con, đừng để thảm họa này xảy ra. Ôi, Du, cháy. Sao vậy, mang nước đến đây nào. Ôi thần Linh ơi, mang nước đến đây nhanh lên. Kali, em ổn chứ? Kali, em có sao không? Sao con lại hỏi câu đó? Mọi thứ đều kết thúc hết rồi. Phòng cầu nguyện đã bị bốc cháy. Và đó chính là một điểm xấu. Phải chăng đó là dấu hiệu của một thảm họa sắp xảy ra? Ôi thần Linh ơi, con đã phạm sai lầm. Xin hãy tha thứ cho con. Con đã phạm sai lầm. Còn... Ôi, có phải tôi hy vọng là Gauri nó không phá bỏ người thừa kế. Bà ơi, cô ta sẽ không làm như vậy đâu. Khổ xà tâm Phật mà. Du à, bà nói đúng đó anh. Chúng ta không nên đánh giá thấp Gauri đâu. Du, vì em xin anh. Chúng ta sẽ ngăn cản Gauri phá thai. Bà ơi, xin bà đừng lo lắng gì cả. Con sẽ đưa Gauri quay trở lại. Xin người hãy giúp Du và Kali, thưa thần Rama, giúp họ ngăn Gauri phạm tội này. Đi nào Du. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô có chắc chắn về quyết định của mình hay không?
Cô có chắc không hả cô Siha? Dạ chắc. Đừng lo, mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Có người nhà hay là bạn bè nào đi cùng với cô không vậy? Không, không có ai cả. Không sao, hãy ký vào những giấy tờ này. Gauri Siha không có hẹn khám. Cô hãy kiểm tra lại đi. Tôi xin lỗi. Bác sĩ Siha. Ai? Em mới nhớ ra, bản báo cáo mà Gauri đã cho em xem thuộc bệnh viện thành phố. Bác sĩ Siha làm việc ở đó, có thể cô ấy đã đến đó. Chúng ta nên đi kiểm tra đi. Đi nào. Đừng sợ, đây chỉ là hình thức thôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô. Không sao đâu. Y tá, phòng mổ đã sẵn sàng chưa vậy? Hãy đưa cô ấy tới đó đi. Xin lỗi, có bệnh nhân nào tên Gauri Siha ở đây không? Có, cô ấy đã được nhận vào đây cách đây không lâu. Cô ấy ở phòng số 101, cảm ơn. Nó khóa rồi. Xin lỗi, tôi có thể tìm thấy bác sĩ Siha ở đâu? Cô không thể gặp cô ấy. Hôm nay cô ấy sẽ vào phòng mổ. Phòng mổ ở đâu? Bên trái. Cảm ơn. Tôi biết hai người sẽ đến đây để mà cứu đứa trẻ mà. Gauri, đừng làm như vậy. Tại sao? Em lại trừng phạt đứa trẻ vì bất cứ điều gì đã xảy ra chứ. Nó là con của em mà. Làm ơn đi Gauri, em đừng làm vậy. Xin em đừng phạm tội này mà. Nhìn nè Kali, tôi đang làm việc này bởi vì tôi không muốn đứa trẻ này được coi là bất hợp pháp khi nó được sinh ra. Chỉ có vậy mà thôi. Nếu như chị quá lo lắng về đứa trẻ này, tại sao chị không bỏ chồng của mình đi? Nè Gauri, vô. Gauri, em đừng đẩy anh chị vào tình huống như vậy. Những gì mà em đang yêu cầu là không hợp pháp đâu. Thật sao? Ngay cả đứa trẻ này cũng không phải là hợp pháp phải không? Có vấn đề gì nếu tôi phá thai chứ? Không Gauri, đừng kiên quyết nữa. Đừng hy sinh đứa trẻ như vậy. Kali, tôi đã ở tù được 3 tháng rồi. Dù tôi có học được bài học ở trong tù hay là không, tôi đã bù đắp tâm trí của tôi
rằng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong cuộc sống của họ. Yêu cầu của tôi rất là rõ ràng. Tôi sẽ không thỏa hiệp. Để cho bà nói chuyện riêng đi. Với nó. Nhưng mà bà, cứ để cho bà. Bà sẽ nói chuyện với nó. Đóng cửa lại đi. Vâng thưa bà. Bà nói đi. À, ý con là cầu xin trước mặt con đi. Con thực sự thích nhìn bà cầu xin con. Bà cầu xin đi nào. Tôi không ở đây để mà cầu xin. Người ta chỉ có thể cầu xin những người hào phóng, những người nói quá nhiều, bị dụ dỗ để chấp nhận lời đề nghị. Ồ, được rồi. Bà có đề nghị nào dành cho con vậy? Tôi đã cho cô nửa tài sản của chúng tôi. Hãy giao đứa trẻ cho chúng tôi và để chúng tôi yên. Người thừa kế có giá đó thôi sao? Và nếu nói về tài sản, con có phải là người thừa kế toàn bộ tài sản không? Tại sao con lại phải lấy một nửa mà bà đề nghị chứ? Chúng tôi có 100 mẫu đất, ba mẹ tôi đã tặng nó cho tôi. Cô có thể giữ nó. Ba tôi chắc chắn đã cho đi nhiều như vậy để làm từ thiện. Bà ơi, bà có nghiêm túc không vậy? Bà thật sự nghĩ rằng con đang làm điều này vì tiền sao? Bà hãy nhớ rõ một điều, con rất là kiên quyết. Con muốn cái gì chắc chắn sẽ được cái đó. Con không mặc cả và cũng không thỏa hiệp. Không thể được. Tôi sẽ không để cô phá bỏ đứa con này. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ kiện bác sĩ nếu như cần. Bà có thể ngăn cản con phá thai. Nhưng mà con không chắc liệu bà có thể cứu được đứa trẻ hay không. Này này là khoan đã. Cô không thể nào làm như vậy. Bà ơi, con có khả năng làm được rất là nhiều việc. Con không nói đùa đâu. Hãy quyết định nhanh lên đi. Bà có chấp nhận điều kiện của con không? Nhanh lên. Tôi chấp nhận điều kiện của cô. Tôi chấp nhận. Bỏ con dao xuống đi. Không đâu bà ơi, con sẽ không làm như vậy. Nếu bà cố gắng hành động thông minh thì con sẽ dùng con dao này cắt vào cổ của mình. Tôi hứa với cô. Tôi hứa cô sẽ là vợ của Du. Nhưng mà Tôi cần chút thời gian. Bà muốn bao nhiêu thời gian? Tôi cần 1 tháng. Được rồi.
Vào đi. Phòng của cô ấy đã sẵn sàng chưa? Dân, nó đã sẵn sàng. Cô ta sẽ không gặp vấn đề gì. Được rồi, đi với tôi. Mẹ à, con không thể nào hiểu được một điều. Khi mẹ yêu cầu cô ta giao đứa bé cho chúng ta, trước sự chứng kiến của chúng ta, cô ta đã thẳng thừng từ chối. Cô ta đã nói là không rồi. Mẹ đã nói chuyện với cô ta sau cánh cửa đóng kín mà khiến cô ta đồng ý với điều kiện của mẹ vậy? Gì à? Nhiều khi người trẻ chúng ta không hiểu nổi người lớn nói gì, nhưng chúng ta hiểu khi người lớn tuổi nói chuyện với chúng ta. Nhưng cô ta không phải là người có thể hiểu được. Cô ta rất là ích kỷ, con hiểu chưa nào? Nếu không có cô ta thì ít nhất là vì đứa trẻ, chúng ta phải tin tưởng cô ta. Gauri, lần này tôi sẽ cẩn thận. Tôi hy vọng là cô biết rằng cô chỉ ở đây trong vòng 6 tháng, không hơn một ngày. Hãy nhớ kỹ điều đó. Và 6 tháng kết thúc, cô sẽ không ở đây nữa. Tôi sẽ nhớ điều đó, phải không? Bà, Gauri, nghe nè. Hãy nhớ điều này. Chúng tôi cho phép cô ở lại đây chỉ vì bà của tôi mà thôi. Đừng bao giờ hy vọng rằng chúng tôi sẽ chấp nhận cô là người nhà. Đi thôi Kali. Vua, đưa nó về phòng. Dạ. Có phải em là người duy nhất cảm thấy mẹ đang che giấu điều gì đó không? Rất khó để biết thành viên trong gia đình này nghĩ gì. Cứ để thời gian trả lời đi. Ôi, có gì đó không đúng. Mẹ đang lo lắng về điều gì đó. Mình phải tìm ra nó là gì. Wow, tôi rất là thông minh. Mọi người đều đối xử với tôi rất là hiếu khách. Cuối cùng thì tôi đã khiến mọi người phải cúi đầu trước tôi. Cô có đợi mà xem, tôi sẽ khiến mọi người phải làm theo ý của tôi. Cô làm điều đó như thế nào? Lập kế hoạch. Lập kế hoạch, đó là điều tôi sẽ làm. Bước 1, tôi sẽ đảm bảo rằng Du sẽ gắn bó với đứa trẻ. Bước 2, tôi sẽ tạo ra rạn nứt giữa Kali và Du. Dạ. Bước 3, Du sẽ là
của tôi mãi mãi. Cô thấy đó, đứa trẻ này có ích trong công việc giúp tôi đạt được những gì mà tôi mong muốn. Con sẽ giúp mẹ lấy lại quyền lợi của mình, có phải vậy không? Con đừng lo, ba của con sẽ bắt đầu yêu con sớm thôi. Bà đã đứng về phía chúng ta rồi.